Chào các đồng chí. Thực hiện kế hoạch của nhà trường và cùng chuyên môn thì hôm nay chúng ta tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho kế hoạch chuyên môn của các huyện. Thì trước hết tôi xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Bắc, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cũng về tham dự sinh hoạt chuyên môn của chúng ta hôm nay để có ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện. Ngoài các thành viên trong tổ gồm 6 đồng chí thì tôi có mời thêm giáo viên chuyên ngành trực tiếp giảng dạy lớp 1 cũng về tham dự với chúng ta hôm nay. Mục đích của buổi sinh hoạt chuyên môn này là chúng ta cùng thảo luận để thực hiện chuyên đề với cái mục tiêu là dạy học môn tiếng Việt lớp 1 là với đánh giá học sinh theo thông tư 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành hôm 20 tháng 10 và bắt đầu thực hiện từ ngày 20 tháng 10. Thế nội dung cuộc họp ngày hôm nay thì gồm có 3 phần. Phần 1 là các đồng chí sẽ thảo luận theo phân phối chương trình đã thống nhất từ đầu năm và kết hợp với sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 căn cứ vào nội dung và kiến thức môn học của tuần 9 và thực tế giảng dạy để đưa ra đề xuất chọn bài cho chuyên đề hôm nay. Thứ phần 2 là chúng ta sẽ thảo luận thống nhất nội dung chuyên đề đã lựa chọn, thảo luận thống nhất về nội dung, phương pháp, hình thức đánh giá học sinh theo thông tư 27 cho cái chuyên đề này. Và về phần 3 là tôi sẽ phân công nhiệm vụ và thống nhất thời gian để thực hiện chuyên đề. Thì bây giờ chúng ta đi vào phần 1, các đồng chí thảo luận nhóm 3 để lựa chọn bài cho tiết chuyên đề thứ 9 theo nội dung dạy học tiếng Việt lớp 1 gắn với đánh giá học sinh theo thông tư 27. Thì mời các đồng chí thảo luận. Mời đồng chí Thảo. Theo tôi thì căn cứ vào nội dung chương trình và kiến thức môn học của tuần 9 thì tôi đề xuất chọn bài 39, đó là bài Ôi ôi ơi, vì tôi thấy là trong cái kiến thức của bài học này thì rất là gũi với các em và nội dung bài thì nó đơn giản và dễ đi sâu vào các em hơn nên tôi đã đề xuất bài này. Nhóm của đồng chí Thắng và đồng chí Lâm Cần, đồng chí Trần Kiều Trần đã đang quay rồi nhá. Nhóm của chúng tôi sau khi thảo luận thì chúng tôi thống nhất chọn bài Ôi ôi ơi, vì là trong cái sách tiếng Việt này là họ sắp xếp là dạy kiểu bá vân, nó có quy âm của dùng nhau để chúng ta cho học sinh so sánh các vân nốt. Chúng tôi cũng chọn bài đó. Vậy là các nhóm đã đều thống nhất chọn bài 89 Ôi ôi ơi. Thì tôi thấy là các đồng chí chọn bài này cũng rất là hợp lý bởi vì là tranh ảnh cũng rất là sinh động, học sinh có thể tái tạo được rất là nhiều tranh ảnh ở trong bài. Và cái dạng bài này thì chúng ta sử dụng nhiều trong phân văn, tức là ba văn và thường là dẫn nhau về em cuối. Thì chúng ta đều thống nhất là sẽ lựa chọn cái bài 39. Thôi ơi ơi, sáng nào. Vậy thì các đồng chí đã thống nhất với chuyên đề tâm chỉ rồi và đã chọn được bài rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2, đó là chúng ta sẽ thảo luận thống nhất cho nội dung chuyên đề đã lựa chọn và thảo luận thống nhất về cái nội dung, phương pháp, hình thức đánh giá học sinh theo thông tư 27, thảo luận luôn về cái ý tưởng thiết kế bài dạy, xây dựng mục tiêu nội dung học tập và các hoạt động dạy học cho tiết sinh hoạt. Thì việc đầu tiên là các đồng chí sẽ thảo luận đưa ra cái mục tiêu cần đạt được trong cái tiết học ngày của tiết 1 bài 39 Ôi ôi ơi. Các đồng chí thảo luận để xem là chúng ta cần đạt được những cái mục tiêu gì. Thứ nhất là về kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất. Đối với cái bài này thì học sinh cần đạt được những cái mục tiêu gì?
Vậy là các đồng chí thảo luận xong rồi thì mời ý kiến của các đồng chí cho ý kiến về cái phần mục tiêu của bài. Mời đồng chí Hương. Tiêu là nhận biết và đọc đúng các vần oi ôi ơi, đọc đúng các tiếng từ ngữ câu đoạn có các vần oi ôi ơi và biết đúng các vần oi ôi ơi, biết đúng các tiếng từ ngữ có vần oi ôi ơi. Và về phần năng lực là phát triển kỹ năng nói và vốn từ, kỹ năng quan sát nhận biết các chi tiết trong tranh về người và vật ạ. Em nhớ anh xin mời anh chị Thảo. Phát triển lên năng lực đó là phát triển bốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần oi ơi và phát triển kỹ năng giao tiếp qua hoạt động thể chất. Có đồng chí nào có thêm ý kiến nào? Mời đồng chí Bích. Theo tôi thì cần cho học sinh thêm một kỹ năng quan sát, khai thác tranh một ảnh từ cho học sinh quan sát được về đẹp thiên nhiên, cuộc sống và có thể lưu ý các con vật. Cảm ơn các đồng chí. Vậy là các đồng chí là nếu được mục tiêu của bài dạy thì chúng tôi thấy là như vậy là đã đầy đủ và về cái năng kiến thức, năng lực, phẩm chất cho cái tiết học này rồi thì có chúng ta thống nhất theo cái mục tiêu này để chúng ta xây dựng bài học nhé. Vậy thì chúng ta sang tiếp là cái hoạt động dạy học thì chúng ta sẽ đi thảo luận từ phần một, thứ nhất về khởi động bốn bài cũ, nhận biết, đọc, viết thì các đồng chí thảo luận chúng ta tạo cái phần này thì từ đầu năm đến giờ chúng ta đã thực hiện rồi. Thì các đồng chí có thể xem chúng ta thể thiết kế những cái phần này như thế nào cho nó hợp lý và học sinh dễ dàng hoạt động. Thì mời các đồng chí xem nếu ý kiến. Mời đồng chí Hướng nhóm em thảo luận thì về phần khởi động là nên tổ chức trò chơi hoặc chọn một bài hát có liên quan đến bài học để cho học sinh có hứng thú là và dẫn dắt vào bài học và tìm ra các bài học ngày hôm nay học. Cảm ơn đồng chí. Về có đồng chí nào có ý tưởng khác không, hay là chúng ta đang nghỉ với ý kiến của đồng chí Hướng? Mời đồng chí Thảo. Tôi có thể là lấy một số bức tranh ảnh mà có những thiếu cái vần đó thì chúng ta từ những cái bức tranh ảnh mà liên quan đến cái từ có thiếu vần đó thì chúng ta có thể rút từ qua các bức tranh này. Vậy thì theo ý kiến của hai đồng chí thì thứ nhất chúng ta từ đầu năm đến giờ chúng ta vẫn thực hiện là gì? Cái phần khởi động để cho học sinh nó vui vẻ hưởng thụ để nó vào tiết dạy tiết học á, thì là chúng ta thường ngày cho các em múa hát một bài hát và mỗi bài hát thì chúng ta lựa chọn thì cũng có cái nội dung gần gũi với cái bài học
Khi chúng ta lựa chọn cái bài đó thì chúng ta sẽ đồng thực hiện theo cái cách này. Về phần ôn bài cũ thì chúng ta cứ thực hiện, tức là cho học sinh đọc lại cái phần bài cũ nhỉ, giống như chúng ta vẫn thực hiện, tức là cho học sinh đọc lại cái nội dung của bài cũ một tí. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần bài mới, tức là cái phần đầu tiên là nhận biết. Thì theo các đồng chí thì phần nhận biết này chúng ta thực hiện như thế nào? Mời đồng chí Thảo. Theo tôi thì bây giờ trong bức tranh trong sách giáo khoa về bài này thì rất là đẹp, rất là đầy đủ các nhân vật cũng liên quan đến từ, thì chúng ta cũng dựa vào cái bức tranh ở trong sách khoa chúng ta đưa vào câu nói có liên quan đến các phần mà chúng ta đã trong bài mới đây hôm nay. Cảm ơn đồng chí. Mời đồng chí Thắng. Tôi có ý kiến là cái phần nhận biết này thì chúng ta có thể cho học sinh hạ một cái bài là cái bài chủ gói con ở bản đốn, là có con ói rồi đấy, là chúng ta cho học sinh hạ. Sau khi học sinh hạ thì chúng ta sẽ có thể hỏi là trong cái bài hát này không có những nhân vật nào, rồi là sau khi học sinh mà trả lời trong bài hát này là có những con voi chẳng hạn, thì hỏi là con voi ở trong cái hạt này là đang làm gì, và để chúng để dẫn đến câu này thì chúng ta có thể dẫn cho học sinh để biết được các chủ voi ở trong bài này là còn tham gia những hoạt động gì, thì chúng ta chủ trang đi cái câu này nữa. Cảm ơn đồng chí. Vậy là ý tưởng của đồng chí là đưa bài hát chủ voi con. Vậy thì chúng ta tôi thấy đây ý kiến này rất là hay, tức là chúng ta thống nhất luôn đưa cái phần bài hát chủ voi con vào phần khởi động. Rồi để tí nữa chúng ta sẽ kết nối với khi bức tranh này luôn để được phần nhận biết luôn. Thì các đồng chí có đồng ý không? Vậy đây chúng ta sẽ xong cái phần nhận biết, và ở cái phần nhận biết này thì chúng ta chú ý lưu ý một tí nữa, tức là khai thác đúng trên để cái nội dung ở trong bức tranh để cho học sinh được nói về những cái điều các em được nhận thấy trong bức tranh. Rồi về phần đọc thì chúng ta sẽ thực hiện phần đọc như thế nào? Từ đầu năm đến giờ thì có hai cách để chúng ta thực hiện, đó là có thể dạy theo hình thức bộ giọng, có thể là để con ói lên xuống đủ tiếng voi luôn, sau đó mới giới thiệu ôi ơi, nhưng mà cũng có thể chúng ta dạy ba phần một lúc, tức là dạy theo ngắn. Thì theo tôi ý các đồng chí thì ta nên thực hiện như bài này như thế nào? Mời đồng chí Thắng. Sở tình nghiên cứu bài thì theo ý kiến của tôi thì ở cái bài này là chúng ta bổ ngã luôn, chúng ta giới thiệu ba văn này, cả ba văn luôn. Sau khi giới thiệu ba văn này cho học sinh so sánh ba văn này có điểm gì giống và khác nhau, rồi cho học sinh đánh văn, rồi phân tích, rồi đọc trơn, rồi sau đó chúng ta mới khai thác mô hình. Sau khi khai thác mô hình xong rồi thì chúng ta mới dẫn tới mấy cái thiện ở dưới mô hình này. Cái phần tìm về mô hình thì chúng ta cho học sinh cũng đánh văn, rồi đọc trơn, rồi phân tích. Rồi sau đó chúng ta có thể hỏi là các bạn ai có thể tìm cho cô được hai tiếng có văn ói, tương tự như vậy hiện ba văn luôn. Sau phần này rồi thì chúng ta cho học sinh phát triển tìm tiếng mới bằng cách kiểm đến bằng tay. Sau khi kết thúc bằng tay rồi thì chúng ta khai thác ba bức tranh về dưới đó. Tôi có ý kiến như này ạ. Với đồng chí Thảo, tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí Thắng. Xin thêm một ý kiến là đối với khi mà phần từ khóa tìm tiếng có chứa phần trong bài ấy, thì ba bức tranh ở trong sách giáo khoa trong cái từ khóa thì chúng ta có thể nên sử dụng vật thật, như là cái phần từ thổi còi đồ chơi thì chúng ta đưa vật thật để các em liên hệ bài được tốt hơn, sinh động hơn. Được với ý kiến. Đồng chí có ý kiến. Vậy là cảm ơn đồng chí. Vậy thì tôi thấy về hai cái hình thức của để thiết kế cái bài đề này của đồng chí Thắng và đồng chí Thắng rất là hay. Thế nên là chúng ta sẽ thống nhất ở đây là dạy theo phân án để dạy ba phần một lúc, sau đó với lưu tiếng. Rồi về cái tránh ảnh thì chúng ta thấy là từ lâu lắm đến nay thì chúng ta cũng thường những cái nào mà vật thật dễ tìm dễ kiếm thì chúng ta cứ sử dụng cái vật thật đã, rồi khi đó cũng có thì đã sử dụng tránh ảnh. Thì ở đây chúng tôi cũng thống nhất luôn là trong cái việc này là chúng ta sử dụng những video chúng ta có vật thật là chúng ta đưa ra để các em nhận biết dễ dàng hơn.
Vậy thì về cái phần đọc mà chúng ta thống nhất theo cái cách các đồng chí đã xây dựng nhé. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang cái phần viết thì hướng dẫn đến hướng dẫn học sinh như thế nào để cho học sinh dễ hiểu và thực hiện nhé. Là con làm tốt. Vậy thì hướng về phần viết á thì em nghĩ là chúng ta không cần về cho học sinh giới thiệu cho học sinh về âm nữa chứ nữa, mà chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh về cách nối giữa các chữ và khoảng cách giữa các tiếng là bao nhiêu thì để cho học sinh biết đúng hơn ạ. Còn các chữ thì là học sinh học từ đầu năm đến giờ rồi thì học sinh đã biết rồi ạ. Cảm ơn chị. Theo tôi thì ở cái phần viết này là chúng ta chỉ hướng dẫn các con viết ba vần ói ôi ơi và lưu ý cái đồ rộng của các con chữ và cách nối nét giữa con chữ này với con chữ kia, điểm đặt bút, điểm dừng bút. Còn chúng ta không có nhắc lại cái quy trình của từng con chữ một nữa. Và còn cái phần thứ tư thì chúng ta sẽ để sang tiếp luyện tập, tức là có hai cái tiết luyện tập đó chúng ta sẽ hướng dẫn các con sau. Đó là chúng ta có cập nhật như vậy thì chúng ta thiết kế theo cái cách đó nhé. Vậy là vừa rồi cái phần hoạt động dạy học thì các đồng chí đã vài đồ dung thì các đồng chí đã thảo luận xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần đánh giá thông tư 27 đi theo các đồng chí thì chúng ta sẽ chọn hình thức đánh giá học sinh trong cái tiết này như thế nào. Vậy đồng chí Thảo, tôi có ý kiến bổ sung thêm cho cái phần hoạt động của chúng ta trong bài nãy á, được phong phú hơn thì chúng ta cũng nên thảo luận là xem trong cái tiết học này chúng ta khi mà giữ giờ thì chúng ta sẽ hát bài hát hay là chơi trò chơi như thế nào để cho tiết học của chúng ta được bị nhàm chán và sôi động hơn thì chúng ta cũng nên thảo luận vấn đề đó. À, mời gì nữa nè? Nói về phần trò chơi thì em thì ở trong phần này chúng ta có nên thảo luận là cái phần đến phần củng cố chúng ta có nên tổ chức trò chơi và cần em là học sinh là tốt trong giờ học á để cho học sinh đúng hơn. À, vậy là về chúng ta sẽ thiết kế thêm một trò chơi, đó là trò chơi về có thể là từ tranh với một số từ cho các em chọn từ phù hợp với bức tranh và cho cái trò chơi đó là một số từ các em đã học để cho các em được tập thêm một số từ mới. Thì ở đây chúng ta sẽ thẩm nhận thêm và trong cả cái tiết học đó thì nếu mà tiết nào chúng ta cảm thấy còn thời gian thì chúng ta sẽ cho các con chơi trò chơi cho nó hứng thú. Thì tiết này chúng ta cũng sẽ xây dựng một trò chơi, có thể là trò chơi ai nghe ngay đúng hoặc là tiếp sức thì sống khi thời quá trình mà sáng mai thì chúng ta sẽ thực hiện một trò chơi nữa. Và còn ở giữa tiết thì chúng ta sẽ có phần giải lao cho các con. Vậy là chúng ta bây giờ chuyển sang tiết thông tư 27 về đánh giá học sinh. Thì theo các đồng chí thì chúng ta nên đánh giá học sinh như thế nào cho cái phù hợp trong cái tiết học hôm nay. Chúng ta cần sử dụng cái phần nào để chúng ta đánh giá học sinh và cách đánh giá như thế nào để cho nó phù hợp ở cái tiết dạy và chuyên đề của chúng ta. Đánh giá học sinh thì có rất là nhiều hình thức đánh giá, nhiều cách đánh giá. Thì chúng ta biết dùng cái hình thức đánh giá nào? Mời đồng chí Thảo. Trong cái tiết học này thì để thực hiện là thông tư 27 thì chúng ta sử dụng đánh giá thân chiến. Đó là giáo viên chúng ta có thể dùng những lời nói để chỉ ra những cái điểm sai của học sinh để từ đó học sinh sửa. Và nữa là chúng ta cho học sinh nhận xét nhóc. Sau 15 học sinh đọc bài chẳng hạn, là chúng ta cho cái nhận xét và đọc là đầy đủ hay chưa, là có rõ ràng hay chưa. Tôi có ý kiến như vậy. Mời đồng chí Khác xem là chúng ta có đánh giá. Mời đồng chí Trắng. Dạ, em có bổ sung thêm một ý kiến đó là học sinh tự nhận xét hết và tham gia nhận xét sản phẩm của học tập của bạn mình rồi nhóm bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập để học và làm tốt hơn nữa. Khi nào có ý kiến bổ sung à? Vâng, chị Bích. Em
có ý kiến là ngoài đánh giá thường xuyên về học tập thì mình cũng có thể đánh giá học sinh thường xuyên về sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất. Thì giáo viên có thể linh hoạt sử dụng các biểu hiện như là nhận thức, hành vi hay là thái độ của học sinh để mình có thể đánh giá và có biện pháp giúp đỡ các em kịp thời. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cho các em có thể tự nhận xét và tham gia nhận xét bàn để các em tự hoàn thiện bản thân hơn. Vậy là cảm ơn các đồng chí. Thì vừa rồi các đồng chí đã nêu được cái hình thức đánh giá của học sinh, đó là chúng ta sẽ sử dụng cách đánh giá, đó là đánh giá thường xuyên. Là giáo viên sẽ đánh giá học sinh, rồi học sinh sẽ đánh giá học sinh, và hình thức đánh giá thì chúng ta là nêu rõ rồi. Thế còn sử dụng cái phương pháp đánh giá thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp đánh giá nào? Mời đồng chí Phượng. Theo tôi thì theo cái thông tư 27 thì chúng ta có rất là nhiều phương pháp để đánh giá học sinh, mà qua cái tiết học hôm nay thì tôi nghĩ là chúng ta nên lựa chọn cái phương pháp, đó là phương pháp quan sát. Đó là giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bản kiểm tra, nhật ký ghi chép lại các biểu hiện của học sinh để sử dụng làm minh chứng trong quá trình đánh giá học sinh và rèn luyện học sinh. Đó là ý kiến của tôi. Mời chị Thảo. Còn đối với tôi thì qua cái tiết dạy này chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp vấn đáp. Tại vì trong cái tiết dạy này là rất nhiều bức tranh ảnh liên quan đến bài học, nội dung các cái từ hóa rất là nhiều. Nên chúng ta cũng để dựa vào phương pháp vấn đáp để biết được là em nó nắm được thông tin của bài học như thế nào, tốt hay không. Chị Hoa. Theo tôi thì ngoài cái các cái phương pháp đánh giá mà hai đồng chí đã sử dụng thì tôi xin bổ sung thêm một cái phương pháp nữa, đó là phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập các sản phẩm hoạt động của học sinh. Thì giáo viên sẽ đưa ra các cái nhận xét đánh giá về sản phẩm và kết quả hoạt động của học sinh, và từ đó thì học sinh sẽ theo từng cái nội dung đánh giá có liên quan cho nó phù hợp với từng nội dung của bài học. Tôi xin hết ạ. Cảm ơn các đồng chí. Vậy là chúng ta đã nêu được hết những cái hình thức và phương pháp mà chúng ta sử dụng trong cái tiết này. Thì tôi nghĩ là ở cái tiết học của chúng ta thì chúng ta cũng chỉ sử dụng chủ yếu là bằng hình thức là linh hoạt khi lời nói là giáo viên đánh giá học sinh đánh giá học sinh, và sử dụng hai cái phương pháp đó là rất là phù hợp. Thì chúng ta sẽ thống nhất sử dụng cả cái phương pháp đó. Vậy là chúng ta đã thảo luận xong về cái phần bài học và về thiết kế bài học, rồi là phần đánh giá học sinh trong tiết dạy. Thì đồng chí nào có ý kiến không? Các đồng chí có ý kiến thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần ba, sẽ phân công nhiệm vụ và thống nhất chúng ta thực hiện chủ đề. Thì về sàn giáo án và thực hiện tiết dạy minh họa thì tôi sẽ đảm nhận. Còn về làm nội dung dạy học thì tôi giao đồng chí Hương và đồng chí Thảo có trách nhiệm là chuẩn bị các cái nội dung dạy học, nhưng ví dụ là các cái vật thật hay là những cái trái nẻ về trò chơi. Thì sau khi tôi đã thiết kế giáo án theo cái hướng của các đồng chí đã thảo luận rồi á, thì là các đồng chí sẽ cần những cái nội dung gì thì các đồng chí sẽ hỗ trợ để làm. Chúng ta sẽ thống nhất cho cái tiết dạy minh họa vào buổi sáng thứ năm ngày 5/11/2020, và bài 39 ơi ơi, đối tượng học sinh để thực hiện này là đối tượng học sinh lớp 1A1 để đi xây dựng nhà chuyên đề tiếng Việt tuần 9 về học môn tiếng Việt là người đánh giá học sinh theo thông tư 27. Thì các đồng chí được phân công triển khai nhiệm vụ và cần chú ý để cái thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của hội mình. Thì có đồng chí nào có ý kiến bổ sung nữa không? Vậy thì vừa rồi chúng tôi đã sinh hoạt chuyên môn khối thống nhất chuyên đề cho tâm chí. Sau đây mời đồng chí Bắc chuyên môn nhà trường có ý kiến. Tâm xin chào tất cả các đồng chí. Thì hôm nay về giữa cái buổi sinh hoạt chuyên môn với tổ khóa 1 thì tôi cũng đã lắng nghe các đồng chí xây dựng cái kế hoạch dạy tiết tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông mới gắn với đánh giá theo thông tư 27 rất là chi tiết và cụ thể rồi. Thì từ mục tiêu rồi đến từng hoạt động thì các đồng chí đã lên kế hoạch rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Thì
bên cạnh đó gắn với đánh giá phân tích thứ hai bài thì các đồng chí cũng đã nắm được đó là cái đánh giá thường xuyên và xác định rõ được là đánh giá như thế nào để mang lại hiệu quả. Vậy thì qua cái buổi dự sinh hoạt hôm nay tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái kế hoạch xây dựng và dạy của các đồng chí. Bên cạnh đó tôi cũng mong muốn rằng khối một thường xuyên có những cái buổi sinh hoạt như thế này để mang lại cái chất lượng hiệu quả cho cái giờ dạy. Và cũng như các đồng chí đã biết thì trong cái buổi sinh hoạt này thì chính là cái bước một mà chúng ta xây dựng cho cái tiết dạy, thì mong rằng ở trong cái bước hai thì đồng chí nào đã được phân công giảng dạy thì được phân công chuẩn bị cái tiết dạy để hỗ trợ tiết dạy, thì các đồng chí sẽ kết hợp với nhau để làm sao đó cái tiết dạy ở bước hai chúng ta đã có hiệu quả như mong muốn, như kế hoạch mà chúng ta đã đề ra. Thì cuối cùng không có gì hơn thì xin chúc các đồng chí sức khỏe và chúc các đồng chí là sẽ hoàn thành tốt cái tiết dạy của mình. Xin cảm ơn các đồng chí. Xin cảm ơn ý kiến của đồng chí Ngọc, chúng tôi sẽ thực hiện theo những cái hướng dẫn của đồng chí. Vậy là chúng ta đã thống nhất ý kiến của khối và thực hiện theo chỉ đạo của chuyên môn rồi, thì cuộc họp của chúng ta xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí và chúc các đồng chí sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng ta.